Làm gì vậy? Làm gì đâu, nhà nè. Đi nhậu. Nghĩ sao đó, tiền uống cà phê không có uống, nó ngủ tao nhậu trời. Rồi tiền mà làm để đâu hết rồi? Thì làm nhiêu vậy, vợ lấy hết trơn rồi, còn hỏi nữa. Trời ơi, tao làm không phải có quỷ đen được cho tự nhiên cái đưa hết cho nó rồi, lấy đâu mà xài. Bà bữa cũng ngồi nhậu với mấy cha đó, mấy cha kêu này kia giấu quỷ đen ở trong ba cái kẹt tủ lạnh với lại cái tủ này kia dưới ghế đó, nhớ không? Hôm bữa nó về nó quét ra, má dảo lên nó gặp một cái nó quýnh nâu mắt bữa hổm đó. Rồi, đã bây giờ mấy cái vấn đề mà giấu ở nhà là phát hiện trơn à. Mày gỡn cho cha mẹ mày đó, người chừng nào mày xài mày lấy mày xài. Thì cũng cái rút kinh nghiệm lần sau gửi cho bà mẹ đó. Rồi đừng không cái bữa đó đừng bỏ qua, bà hỏi mày không mua cái gì đi, cái đó nói thì mẹ mua giùm cho con đi. Rồi tao mới kêu bả này kia mua xong, bả nói tiền của mày gỡ rồi tao mua hết rồi đó. Để ra bữa đó quýnh tao gãy cái giò luôn. Trời đó là vậy đó, rồi mày kêu tao quỷ đen quỷ bọng, giờ tao không biết cách nào luôn. Nhiều khi chán lắm mày ơi. Anh này anh em ăn nhậu rồi kia thiệt, đi ngang nhìn thấy nhiều khi muốn vô dữ lắm mà không dám. Không tiền không bạc rồi mày vô rồi anh em khi dễ mất công á. Khùng quá, anh em thì không có gì đâu khi dễ. Anh em muốn chơi lâu dài á là người hụng chút chơi nó mới bền lâu được, chứ bao hoài nhiều khi anh em cũng ngại lắm. Chỗ anh em á, ta cũng khuyên mày, mà mày sống gì không có được. Mày sống mày thấy con vợ mày nó leo lên đầu lên cổ gì sao mà sống. Mày phải dùng lên, mày phải về là mày phải sắp xếp nó. Nó là phải chiều mình. Mình lên nóc nhà mà mày để vậy là thua rồi. Rồi giờ mày tính làm sao? Mày về á, mày phải xử cho nó đẹp làm sao đó, cho nó gặp mình nó phải ớn mình mới được. Chứ mày mà ngồi mày về cái mày gút, trời ơi, nó ngồi được rồi sao mà nó xuống được, lên được, không bao giờ xuống được. Chẹo lên đây ngồi nè, đó rồi sao xuống, quen rồi. Vậy là bây giờ về phải dạy đi một lần đúng không? Đúng. Mày về mày dạy nó đi, rồi mày qua mày nhậu với tao. Ok. Đi chơi nè. Cái gì vậy bà nội? Nghe lời bạn bè nè. Mẹ, chào ơi chào. Tao xúi dạy mày rồi. Thôi kiếp sau tao mày dẫn là anh em mày chào.